Từ từ khoan đã, khoan đã. Để Còn gì cho nữa? nó hấp dẫn thì là mình phải làm cái này cho nó mới giống ma la canh. Giống ma la canh cũng. Lại còn làm gì nữa? Đây. Khôn thế. Làm tí cho nó giống ma la canh. Khôn thế. Ui giời ơi, lại bị ma la canh như thế này thì phải chim cò nó đến nó động lại nó ông bị sợ. Ông ấy vẽ rồi các bạn ơi. Các cháu ơi. Cứu chú. Chim cò nó mới sợ chứ. Các cháu ơi cứu chú, đừng vô chán. Ôi trời ơi, các cháu ơi, thành những đặc công rồi. Thế bảo này. Ông ấy đừng vôi đâu, bảo ông ấy cứ vôi các cháu ạ. Tôi rồi. Ui giời ơi, thế này. Ui giời ơi, chim cò sợ, ok nhá. Rồi. Bây giờ chú cứ ở đây đi. 30 phút sau anh sẽ ra kiểm tra một lần. Xin chào các cháu, quay trở lại với kênh của chú Đô Vlog nhá. Thì trong video hôm nay, chú Đô Vlog sẽ thực hiện một cái clip rất là lầy lội luôn, rất là dị các cháu ạ. Chú Đô cam kết rằng từ trước đến giờ cái thử thách này chưa được thực hiện trên YouTube nha các cháu nha. Và các cháu nhớ theo dõi video của chú Đô để xem cái thử thách đó là gì nha. Thì hôm nay chú Đô Vlog sẽ thực hiện cái thử thách đó là chú sẽ có một thử thách cho thằng em của chú. Và chú sẽ gọi điện cho thằng em của chú ra đây thực hiện một cái thử thách. Nếu thằng em của chú mà hoàn thành cái thử thách này đó, thì là chú sẽ tặng luôn nó cái con Samsung A7 các cháu ạ. Tặng luôn nhá, tặng luôn con Samsung A7 này. Nếu nó hoàn thành thử thách của chú. Thử thách của chú rất là đơn giản thôi. Các cháu biết muốn biết thử thách đó là gì thì các cháu tiếp tục xem clip của chú nha. Và đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất của chú Đô Vlog. Và bây giờ nha các cháu nhá, chú sẽ lấy điện thoại ra và gọi điện cho thằng em của chú là Toại Toác. Chú sẽ gọi cho Toại Toác ra đây để chú sẽ giao cho nó một cái thử thách này xem nó có dám làm không nhá. Nếu mà nó hoàn thành cái thử thách này trong vòng 24 giờ thì chú sẽ tặng luôn cho nó con Samsung A7 này mà chú mới được mua được có 3 tháng quay trở lại đây thôi các cháu ạ. Nha. Chú sẽ gọi điện. Rồi, số của nó đây rồi, Toại Toác đây rồi. Toại Toác, chú sẽ gọi điện cho nó nha. Các cháu nha, để chú ra đây chú sẽ. Alo, có phải Toại Toác không? À đúng rồi em rồi bác, có gì không anh? À, thì là anh đang có một cái thử thách dành cho chú đây, chú có dám thực hiện không? Ôi, thử thách à, chuyện nhỏ, thử thách gì đây bác? Thì chú cứ ra đây, thử thách chú ra đây rồi chú sẽ, anh chú ra cho ruộng nhà chú nha, rồi là anh sẽ có thử thách cho chú. Vâng, nhưng mà thử thách này có ăn không? Không có ăn đâu. Thế có tiền không? Có tiền. À, có tiền hả? À. Được rồi, em ra ngay bây giờ. Rồi. À, ok. Đấy các cháu nhá. Thằng em của chú cứ có ăn hay là có tiền là nó sẽ sẵn sàng thực hiện thử thách. Và bây giờ chú sẽ gọi nó ra. Bây giờ nó chuẩn bị ra đấy. Thằng này chỉ cần có ăn hoặc có tiền là nó ra ngay. Để chú sẽ. Đấy, nó ra rồi các cháu này, nó ra rồi. Đấy. À, nó ra rồi đấy. À, anh nữa. Rồi, à, thôi, chú ra đây. Chào bác. Thử thách à, nay cháu có gì ăn đi rồi. Thì anh có một cái thử thách rất đơn giản cho chú thôi. Chú có dám nhận thử thách của anh không? Thử thách đơn giản. Đây, thử thách này. Anh có một cái thử thách rất là hay. Đấy, chào chè, được đấy. Đây nhá. Đây. Bây giờ nhá. Chú sẽ mặc cái quần này vào. Mặc là chuyện nhúa, mặc được. Đó, chú cứ mặc đi. Để em bỏ điện thoại xuống nữa. Thế nào? Mặc quần áo đơn giản, có gì đâu. Rồi. Rất là ok luôn, rất là mốt đấy. Để em đóng thùng lại cho nó đẹp trai tí. Đó, bây giờ chú sẽ mặc cái áo này vào. Ôi giời, tưởng cái gì này, chuyện nhúa. Các cháu đã đoán thử thách của chú cho Toại Toác chưa? Rồi nha, dần dần các cháu sẽ biết. Bước có tiếp theo. Không? Bước tiếp theo là đội cái này vào cho nó máu, cho nó wax slack luôn. Wax slack luôn các cháu nha. Cái nào? Con này á? Con đội nón xấu thế. Đó, như thế nhìn nó mới đẹp trai nào, xem quay nào sao. Chụp phát bức ảnh đăng lên Facebook cho là giơ tay này chụp nào. Đấy. Rồi. Để xem là viết cái gì lên Facebook nhỉ?
thu đi để lại lá vàng. Mời các thánh đối tiếp. Thế quần áo em mặc xong rồi thì tin anh thế nào đây? Đây nha, chú là rửa tay ra mà nghe này, anh nói thử thách cái này. Nói đi. Thử thách này rất là đơn giản thôi. Chú không phải làm việc gì nặng cả. Không phải là cái gì mà cần phải là suy nghĩ đắn đo cả. Rất là đơn giản. Chú nhìn thấy cái cây thành giá giữa ruộng chưa? Anh buộc sẵn rồi. Vẫn mới cắm đấy hả? Đấy. Chú đứng xuống. Chú cứ theo lời anh, đứng xuống. Đi xuống. Đấy, cứ để điện thoại trên đấy. Trông hộ em nhé. Đi xuống. Rồi. Đi từ từ nhẹ nhàng thôi, không ngã. Quay người lại. Sao nữa? Hai tay giơ hai ngang ra trông như kiểu ấy đấy. Hai tay giơ ngang ra. Thế này á? À. Khó thế. Thế này biết thử thách gì chưa? Nằm mà được canh nhá. 24 giờ làm mala canh. Tức là từ thời điểm bây giờ là mấy giờ? 3 giờ 40 phút. Bây giờ là 8:19 nhá, 8:20 đi. 3:40. 20 tiếng sau nghĩa là 8:20 bằng giờ ngày mai. Nếu mà chú hoàn thành cái thử thách này, chú vẫn đứng đây làm mala canh được thì là anh sẽ biếu chú, tặng chú cái con Samsung A7 này, được chưa? Còn nếu mà chú không hoàn thành thử thách ấy, thì coi như là chú thua. Thế toại toác có nhận lời không? Chơi đi. Toại toác xưa nay có bao giờ biết bỏ cuộc, không biết thua ai đâu. Toại toác xưa nay có bao giờ biết bỏ cuộc, không biết thua ai đâu. Được rồi nhá. Rồi, thế là chiến đi. Các cháu nhá, bây giờ là toại toác đã nhận lời thử thách của chú nhá. Thế bây giờ là toại toác nghe nhá, cứ tầm 30 phút hoặc là trong vòng 30 phút là anh sẽ ra đây kiểm tra một lần. Nếu mà trong cái thời điểm mà anh ra kiểm tra một lần mà chú không có mặt ở đây thì coi như là chú thua cuộc. Ok chưa? Ok. Ok nhá. Rồi. Từ từ khoan đã. Để còn gì cho nữa? Nó hấp dẫn thì là mình phải làm cái này cho nó mới giống mala canh. Lại còn làm gì nữa? Đây. Khốn thế. Làm tí cho nó giống mala canh. Khốn thế. Ui giời ơi, lại bị mala canh như thế này thì phải chim cò nó đến nó đậu. Lại bị ông ấy vẽ được các bạn thôi. Các cháu ơi. Cứu chú. Chim cò nó mới sợ. Các cháu ơi, cứu chú, đừng vô chán. Ôi giời ơi, các cháu ơi, thành lính đặc công rồi. Thế bảo này... ông ấy đừng vô đâu, bảo ông ấy cứ vô các cháu ạ. Thôi rồi. Ui giời ơi. Thế này. Ui giời. Chim cò sợ. Ok nhá. Rồi. Bây giờ chú cứ ở đây đi. 30 phút sau anh sẽ ra kiểm tra một lần. 30 phút nhá. Trong vòng bất kỳ một thời điểm nào 30 phút mà anh ra đây mà chú không có mặt ở chỗ này để coi như là chú thua cuộc nhá. Rồi bây giờ bye bye nhá. Bye bye, anh về đấy. 30 phút anh lại ra đây kiểm tra một lần. Nếu mà chú không hoàn thành thử thách, coi như là chú thua cuộc. Coi như là chú không nhận được phần quà của anh đâu nhá. Rồi bye bye. Rồi các cháu nhá. Bây giờ là chú sẽ quay lại tìm một chỗ nào ban mát chú ngồi. Thì tầm khoảng 30 phút chú lại ra đây một lần. Nếu mà toại toác mà không có mặt ở đây thì coi như là toại toác thua cuộc. Và chú sẽ tìm cách để cho toại toác thua cuộc. Các cháu yên tâm, chú Đồ Về Lốc sẽ tìm cách cho toại toác thua cuộc. Chào các cháu nhá. Thì bây giờ là đã sau 30 phút. Sau 30 phút đồng hồ các cháu ạ. Sau 30 phút đồng hồ thì chú sẽ ra kiểm tra xem thằng em của chú nó có hoàn thành thử thách hay không, hay là nó bỏ cuộc. À, bây giờ chú sẽ ra xem thế nào. Thằng em của chú. Thằng này có vẻ rất là ngoan các cháu. Rất là ngoan. Nó vẫn đứng như là ma ra canh thực thụ luôn. Khả năng trước đây có học qua lớp huấn luyện nào về làm ma ra canh. Đây, các cháu thấy chưa? Chú nó không sai đâu mà thằng này cứ có ăn với là cái gì liên quan đến tiền bạc là nó là rất là thích và nó thực hiện là không bao giờ nó bỏ cuộc luôn. Đây. Ra kiểm tra đấy hả? Đấy, anh đúng giữ đúng lời hẹn nhá. Rồi. 30 phút anh ra mà không có mặt chú ở đây là coi như chú bỏ cuộc. Thì bây giờ là coi như là bước đầu là tạm thời là chú hoàn thành rất tốt công việc là ma ra canh. Coi đầu. Không biết từ nãy giờ có con chim cò nó ra nó ỉa vào chú. Chưa, không có. Chắc lúc nữa là có đấy. Rồi ok. Rất là ok. Thôi thì thế này. Nắng thế này thì anh khuyên chú thì nói cái tiền bạc nó cũng là quan trọng thật. Quan trọng thật đấy chú Toại.
Thế nên chú khả năng không nắng như này thì về nhà mà nghỉ đi. Tội gì mà ra đi đứng làm Maracanh, anh chỉ thử chú thế thôi. Còn nếu mà chú mà quyết tâm mà vẫn thực hiện thử thách thì đây là quyền của chú. Bây giờ là chú nghĩ suy nghĩ thế nào? Ây giời, tại tác đã đồng ý đấy, chiến thì có bao giờ bỏ cuộc đâu. À, thế rồi nhá. Chơi đến cùng. Chú nói nhá. Rồi. Coi như là anh lại về đây có khả năng là 15 phút sau hoặc là nửa tiếng sau hoặc một tiếng sau cũng không chừng. Lúc nào bác sẽ... ra cũng được, lúc nào ra tọa tác vẫn đứng ở đây. Anh sẽ ra anh kiểm tra. Rồi. Nếu mà chú không có mặt ở đây thì coi như là chú thua cuộc. Rồi. Ok nhá. Phải nam có nam bảy chứ. Bye bye nhá. Tự nhiên có người vô mà không đấy thì người ta cười cho. Ở đây cẩn thận chim cò nó ra nó rồi. Nó có hành động không tốt. Rồi. Bye bye. Bye bye. À, chào các cháu nhá. Và bây giờ lại bây giờ là sau 60 phút hơn 1 tiếng đồng hồ bây giờ chú sẽ ra kiểm tra xem thằng cu toại toác em chú nó còn giữ nhiệm vụ là đứng là thực hiện làm trách nhiệm là Maracanh hay không. Ấy da. Có vẻ là vẫn nghiêm túc các cháu ạ, vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Hình như nó vẫn đứng kia. Thôi thế này thì khả năng là chú sẽ tìm cách nào đấy. Chú sẽ tìm cách nào đấy cho nó thua cuộc thôi. Chứ không thì bây giờ mà mất cái con A7 này tiếc lắm các cháu ạ, rất là sốt. Bây giờ phải tìm cách nào để cho nó thua cuộc. Các cháu nhá, chú phải tìm cách nào đấy để cho thằng em toại toác của chú thua cuộc. Chứ chú không thể mất oan con Galaxy A7 được. Chú xót lắm. Để chú nghĩ cách. À đây rồi, chú đang nghĩ ra cách cái sao ạ? Dì ơi, dì đâu ấy? Dì đang nhà, đang có công, có việc mà không biết thằng Toại đâu giờ. Dì đang tìm sáng, tìm nó từ sáng giờ đây. Thằng Toại hả? Ờ. Để cháu thấy nó đi về hướng này này, dì. À thế hả? Dì cứ đi về hướng này nhé. À được rồi. Quả này nó thua được cái chắc cái cháu ạ. Yeah. Từ sáng giờ nhà đang công nhiều việc thế mà đi ra đây làm Maracanh. Cô đang thử thách. Thử thách thì cũng về, giờ đã đang nhiều việc. Từ từ. Nên bờ đường đi về. Thử thách lấy tiền. Tiền cũng về, đi ê, về. Ê, đi ê, về. Ê. Maracanh cũng đi về. Ê, kéo vừa đi về. Đi ê, về. Ê, về. Yeah, thành công rồi các bạn ạ. Toại toác đã thua, toại toác đã thua. Thế nào đây giờ? Bây giờ chú không mất con A7 là toại toác đã thua nhá. Toại toác đã thua cuộc chưa? Chú đã giao nhận với toại toác là sau 24 giờ nếu mà toại toác vẫn đứng làm Maracanh thì là chú sẽ mất với toại toác con A7 này. Thế bây giờ toại toác đã thua cuộc. Theo siêu và thân vận thì toại toác thua cuộc nhá. Chú Đô Vlog cảm ơn các cháu đã xem clip của chú nhá. Thì là các cháu hãy ủng hộ chú Đô Vlog bằng cách bấm đăng ký và nhấn chuông để theo dõi các clip mới nhất của chú Đô Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các cháu trong các clip tiếp theo.